người ta đã truyền tụng là Phật Bà Quan Âm hiện thân cứu khổ chúng sinh và thành đạo ở ngay tại cái đất chùa Hương Tích. Mà do tình hình dịch bệnh, chứ không thì hàng năm có thể là hàng triệu lượt người họ về đảnh lễ Đức Quan Thế Âm Việt Nam. Nghĩa là đâu đâu cũng có Quan Thế Âm cả. Những cái nước như là Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi là Nhật Bản, rồi Việt Nam là đều có những tín ngưỡng Quan Âm. Nhưng mà ngay cả những cái đất nước có hệ thống theo là Phật giáo nguyên thủy, họ vẫn rất là tín ngưỡng Quan Âm. Chẳng hạn như mình đến Thái Lan, ngay giữa thành phố Bangkok có một cái tượng Quan Thế Âm bốn mặt, và người ta đến nó lễ Đức Quan Âm còn đông hơn lễ ở chùa vàng, chùa bạc. Thì cái tín ngưỡng Quan Âm đó, khi mình đến Ấn Độ cũng có những cái tượng đài Quan Âm ở những cái tiểu bang Maharashtra, hay là mình đến Campuchia cũng có hình tượng Quan Thế Âm. Và nói chung Quan Âm ở khắp mọi nơi, trong trái tim, trong cái tinh thần kính ngưỡng một vị Bồ Tát đã hy sinh tất cả cho chúng sanh và cứu khổ, cứu nguy cho tất cả chúng sanh. Đó là cái niềm hạnh phúc của người con Phật có niềm tín ngưỡng Quán Thế Âm. Thưa các vị. Ở chùa Hương thì Phật Bà Quan Âm hiện thân cứu khổ độ sinh, gọi là nguyên là Bồ Tát thuở xưa, hiện làm công chúa độ cho xa gần. Trên thời báo hiếu đức thân, dưới thời nhân cứu cõi trần, cõi ma. Thân ngồi tại núi Phổ Đà, thân trên hiện Phật, thân qua dưới đời. Thần thông ngàn mắt ngàn tay, phổ môn hiện để độ loài ngu mông. Tức là ở ngay cái chùa Hương, tại cái nhà tổ đường là thờ Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay. Đó là vị Quan Âm Việt Nam, mà trước là công chúa, rồi là hiện thân để mà xin đi xuất gia, rồi cứu cho tất cả mọi người, là cha là vua mà rất là ác, rồi cũng là hóa độ cho cha, hóa độ cho tất cả gia đình cùng quy hướng về chánh pháp. Cho nên những cái gì mà nhắc tới Quan Âm là người ta nói đến những cái điều nhiệm mầu. Chẳng hạn như Việt Nam mình có nói đến Quan Âm thị kính, nhiều kiếp tu hành, đến khi sắp đắc đạo thì Phật thử lòng thành. Kiếp sau cùng mà thành Quan Âm á, thì chịu đủ mọi sự oan khiên, ở với cha mẹ, rồi lập gia đình, rồi đi tu, lúc nào cũng chịu tất cả những sự thiệt thòi, những sự đau khổ, đến độ mà giả trai đi tu mà người ta lại là đổ thừa là chú Tiểu Kính Tâm đã có con với Thị Mầu, trong khi Tiểu Kính Tâm là gái giả trai, mà Thị Mầu có con đổ thừa là con của Tiểu Kính Tâm. Mà Tiểu Kính Tâm cũng không hề nói lên cái nỗi oan của mình, cũng là chấp nhận nuôi con của Thị Mầu. Oan khiên như vậy, nhẫn nhục như vậy, lòng thanh hiếu đạo như vậy, cho nên cuối cùng là sao? Giữa trời một đóa tường vân, Đức Thế Tôn hiện toàn thân xuống đàn. Vầng vầng tỏ rạng tường loan, tràng phan bảo cái, giao hoan âm thầm. Phật truyền cho Tiểu Kính Tâm, siêu thăng làm Phật Quan Âm tức thời. Lên trên mây đứng cạnh người, trẻ kia cũng được lên nơi cận kề. Gieo nhân lành, hái quả lành, lời vàng Phật dạy, tu hành quên sao. Gương bà thị kính nêu cao, mãi luôn nhắc nhở cho bao nhiêu đời. Đó là câu chuyện về Quan Âm thị kính, tóm tắt là như thế. Thành Phật, thành Bồ Tát, thành thánh, thành tiên. Cho nên mình lạy Quan Âm thì mình phải học hạnh Quan Âm. Chứ mình lạy chỉ để cầu xin thì mình phải nhớ nè. Tục ngữ Việt Nam có câu: con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mình là con của Quan Thế Âm, phải chưa nào? Mình mới lạy Quan Âm, mình tin Quan Âm. Mà bây giờ mình nói Quan Âm Việt Nam thôi, Quan Âm thị kính nè, Quan Âm Chúa Ba ở chùa Hương nè, đều bằng cái sự nhẫn nhục mà thành Phật, thành Quan Âm. Thì bây giờ mình xem lại trong đời sống gia đình của mình có tu một chút cái nhẫn nào không?
Mặc dù sư thấy rất là nhiều nhà để cái câu thơ là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Vậy mà cũng cãi nhau hòa rầm hết trơn hết trọi. Một người nói qua thì người kia nói lại, 49 thì gặp 50. Phải nhớ nè, Quan Thế Âm là học hạnh nhẫn. Người kia nói mà bên này nhận thì tự khắc có an lành. Cái an lành, cái hạnh phúc đó là do chính chúng ta có ý thức xây dựng đời sống an lành và hạnh phúc. Cho nên đấy là sư chỉ kể những chuyện Quan Âm Việt Nam thôi nha. Còn thì mỗi một đất nước họ có những câu chuyện về Quan Âm. Và sư cũng có những cái nhân duyên đi đến tận là cái núi Phổ Đà Sơn ở bên xứ Trung Quốc, là xem đó là một đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cũng có rất là nhiều cái câu chuyện hay liên quan đến cái hạnh nguyện tu hành và những sự mỏng nhiệm của Quan Thế Âm. Nhưng bây giờ mỗi một người chúng ta nè, chúng ta lạy Quan Âm, chúng ta thờ Quan Âm, chúng ta tự thấy cái linh thiêng, cái mỏng nhiệm mà Quan Âm đã gia trì cho chúng ta. Mỗi một người mà bây giờ kể chuyện là sẽ có cái mầu nhiệm nhiều lắm, chứ không phải là các sư quý thầy đâu. Rồi đó, có người còn hỏi sư là: thưa sư, cũng có khi con thấy Quan Âm một mình cầm nhành dương liễu, mà cũng có khi con thấy Đức Quan Âm đó, đứng một bên Đức Di Đà, Di Đà ở giữa nè, rồi một bên Quan Âm, một bên Đại Thế Chí. Vậy là sao? Đó, thì chúng ta phải nói rằng những cái điều này là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng trong Kinh Bi Hoa. Chứ Quan Âm Bồ Tát cũng không tự nói về mình, mà Đức Di Đà cũng không tự nói về mình, mà Đức Bổn Sư nói về Đức A-di-đà trong Kinh Vô Vấn. Gọi là Kinh Di-đà là Kinh Vô Vấn tự thuyết, là không có ai hỏi, mà Đức Phật giảng về thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta nghe. Thì giảng về Đức A-di-đà, giảng về Đức Quán Thế Âm, về Đại Thế Chí. Và những điều này nhắc ở trong Kinh Bi Hoa rằng về thời quá khứ lâu xa về trước, Đức Quán Thế Âm là thái tử, con của vua Vô Chánh Niệm. Nãy là sư kể Quan Âm Việt Nam, còn bây giờ có người hỏi là sao Đức Quan Âm đứng một bên, Đức A-di-đà ở giữa, rồi một bên là Đức Đại Thế Chí, gọi là Tam Thánh Tây Phương. Không, cũng có nhiều người thắc mắc điều này, có đúng không ạ? Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Bi Hoa rằng trong thời quá khứ lâu xa về trước, Đức Quan Thế Âm làm thái tử, con của vua Vô Chánh Niệm. Các vị ta đi tu từng là con vua cháu chúa, mà những ở những cái ngôi vị cao sang mà ta từ bỏ, hoặc là ta có những cái nguyện vì chúng sanh. Đó. Chúng ta thấy là những người thành Phật, thành Bồ Tát, rồi thánh thần tiên là đều có những cái công hạnh hy sinh cho chúng sanh. Đó. Chúng ta nhớ những cái điều đặc biệt như thế. Thì đó, Đức Quan Thế Âm là thái tử, con của vua Vô Chánh Niệm. Thời bấy giờ thì có Đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Thời của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư đang giảng những cái điều mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy, đã tuyên thuyết cho chúng sinh nghe. Nhưng mà cái thời đó của vua Vô Chánh Niệm thì cái vị Phật mang tên là Bảo Tạng Như Lai. Thì vua Vô Chánh Niệm và cả thái tử con của vua đều phát tâm Bồ Đề, tu các công hạnh của Bồ Tát và mong thành Phật để cứu độ chúng sanh. Tức là cả vua, cả con vua là thái tử đều phát tâm tu hành cứu độ chúng sinh. Ta phải phát nguyện. Rồi cái nguyện đó các vị biết không? Phải thực hành rất nhiều kiếp mới thành tựu. Chứ không bao giờ ai nói hôm nay xin mà mai được, cái đó là quá mầu nhiệm. Còn thường á, khi các vị phát nguyện cái điều gì, các vị xin cái điều gì, nó phải trải qua một giai đoạn các vị lập công bồi đức. Cho nên suốt từ đầu tháng 2 các vị lạy Đức Quán Thế Âm Ngũ Bắc Danh là các vị đang lập công đức. Rồi những cái điều các vị cầu nguyện từ từ nó mới thành tựu. Chứ xin mà được liền đó là quá tham. Xin mà có liền thì thật sự ra nó phải là công đức từ kiếp trước. Chứ không phải bao giờ mà xin mà được ngay đâu. Cho nên thường phải trải qua cái sự tu hành. Thì chúng ta có cái nguyện gì thì từ từ nó mới thành tựu, nó mới hóa giải nghiệp lực, nó hóa giải tội, hóa giải nghiệp chướng, rồi cái điều khấn nguyện của mình
nó mới thành tựu. Mà cái sự khấn nguyện đó là sự khấn nguyện chân chánh, cái sự khấn nguyện đúng chánh pháp, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ gia trì cho chúng ta. Thì sư nhắc lại là lúc đó Đức Quán Thế Âm là thái tử con của vua Vô Chánh Niệm, và cả cha cả con đều phát tâm làm các cái hạnh bố thí cúng dường, và cúng dường rất là nhiều cái vật cao quý lên Đức Bảo Tạng Như Lai, và cúng dường chư tăng trong những lúc an cư kiết hạ, cúng dường cho Phật Pháp mà cái tâm không có hề tính toán, nhất niệm tinh chuyên tinh tấn không ngừng. Và sau rất là nhiều cái kiếp như vậy đó, thì vua Vô Chánh Niệm mới là phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sanh. Và vua Vô Chánh Niệm sau vô lượng kiếp đắc đạo mới thành là Đức Phật hiệu A Di Đà. Là con của vua Vô Chánh Niệm thì tu thành đạo hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng với Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm á, lại còn có một cái hạnh nguyện độ chúng sanh ở cõi Ta Bà, rồi tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc. Tức là Quan Thế Âm Bồ Tát là không có phải là ở riêng một cái nơi nào, mà cõi Ta Bà cũng có rất là nhiều cái ứng hóa thân của Quan Thế Âm. Mà về Tây Phương Cực Lạc thì Quan Âm đứng một bên Đức A Di Đà. Là con đó, ngày xưa là cha con rồi tu thành Phật với thành Bồ Tát. Cho nên ở đây là sư khen cái tịnh xá Ngọc Quy lắm á. Không phải là người già đi nghe Pháp đâu nha. Rất là nhiều người trẻ nghe Pháp. Có cha, có con, có vợ, có chồng cùng đi nghe Pháp. Cho một tràng pháo tay thật lớn. Còn Đức Đại Thế Chí là ai? Cũng là thái tử, con của vua Vô Chánh Niệm luôn. Mà hạnh phúc vậy đó. Cha thành Phật, hai đứa con thành hai vị Bồ Tát đứng hai bên. Thành đó. Giờ làm sao mà các con bé bé nữa nè thành là hai đứa con hiếu đạo của cha mẹ, thành hai mục kiền liên nhỏ nhỏ của cha mẹ, mới là xứng đáng là đệ tử Phật. Đức Đại Thế Chí cũng là thái tử con vua Vô Chánh Niệm, tên là Mani Thái Tử, cũng vâng lời cha phát tâm tu hành, cúng dường, bố thí. Nhưng mà Đức Đại Thế Chí đó thì phát nguyện là dùng cái lời Phật Pháp để giáo hóa chúng sanh, làm cho chúng sanh từ u mê mở mang trí tuệ, từ chúng sanh không biết mà nên phải biết để có ánh sáng trí tuệ soi con đường thoát bể khổ sông mê. Nếu Quan Thế Âm dùng tâm từ bi lắng nghe cứu khổ, thì Đức Đại Thế Chí là bằng trí tuệ của Ngài khai mở cho chúng sanh. Cho nên Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ, Quan Thế Âm đại diện cho lòng từ, hai vị đứng hai bên Đức A Di Đà. Còn cõi Ta Bà, Đức Bổn Sư Mâu Ni đấy, đây ngay trong tịnh xá Ngọc Quy, Đức Bổn Sư là Ngài ngồi ở cái vị trí chính giữa và lớn nhất, và thường là ngồi một cái chỗ rất là quang minh sáng đẹp, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thường là ngoài Bắc á, thì một bên là A Nan đại diện là Đa Văn, đại diện cho trí tuệ, một bên là Ca Diếp đại diện cho công hạnh, là trưởng tử của Phật. Ở trong miền Nam và các cái chùa hệ thống Đại Thừa, đó, họ hay thờ giữa Bổn Sư, một bên là Đức Văn Thù, cũng tượng trưng cho trí tuệ, với cây kiếm báu chặt đứt vô minh, một bên là Phổ Hiền, tượng trưng cho công hạnh. Cho nên Đức Bổn Sư thì có hai vị Bồ Tát hai bên, một bên Phổ Hiền, một bên Văn Thù, tượng trưng cho công hạnh và trí tuệ. Văn Thù là trí tuệ với gươm báu chém phá vô minh, còn Phổ Hiền với những hạnh nguyện, thập hạnh Phổ Hiền đó, các vị tụng kinh đó, mười hạnh Phổ Hiền, đó là cũng là một bên của Đức Bổn Sư, hai vị hai bên. Di Đà thì một bên Quan Âm, một bên là Thế Chí, cũng tượng trưng cho tâm từ bi và trí tuệ, đều là những cái biểu tượng của Phật giáo, đó là từ bi, trí tuệ và công hạnh cứu khổ chúng sanh. Thì chúng ta cũng hay tụng đọc Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Đức Phật giải thích, nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì Ngài nghe tiếng kêu cầu,
và sẽ cứu độ, làm cho chúng ta thoát khổ. Cho nên đúng là cái tên của Đức Quán Thế Âm là quán, là lắng nghe, là quán sát âm thanh. Còn mình gọi trại đi là Quan Thế Âm. Chứ đúng, cái danh từ đúng đó là tên của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình nói Quan Âm không sao, mình nói Phật Bà cũng không sao, mình nói Bồ Tát Quan Âm cũng được, Quán Thế Âm cũng được. Phật lúc nào cũng mỉm cười, rất là từ bi. Việt Nam thì Phật giống người Việt Nam, qua Hàn Quốc là Phật có râu nghe, Phật nào cũng có râu hết. Đó, Phật Trung Quốc thì là mập mạp, tròn trịa, gọi là phước báo mà. Rồi ở Thái Lan, Phật ở trên đầu hay có những cái mão của Ngài là cao như cái tháp của người ở bên Thái. Tùy theo từng cái đất nước mà cái vị Phật đó, thể hiện cái hình tướng giống cái người dân ở đất nước đó. Cho nên là Phật với Bồ Tát mới gần gũi như vậy đó. Rồi mình thấy không, cũng có những cái loại là vàng, bạc, đá quý, ngọc ngà họ làm Phật, mà mình thờ bằng Phật, bằng xi măng, bằng đất sét cũng rất nhiều. Mà đâu bao giờ mà Phật đòi phải làm ta bằng ngọc, bằng ngà, bằng vàng, bằng gì đâu. Sao cũng được hết. Cái chánh là chúng ta hãy tu theo công hạnh, theo tánh hạnh, theo tâm từ, trí tuệ của Phật, thì đâu cũng có Phật hết. Các vị nghe rõ nha. Cái diệu dụng của Đức Quán Thế Âm của chúng ta đó, thì đó là lắng nghe tiếng khổ và cứu khổ chúng sanh. Mặc dù như sư đã nói, Ngà đã là Phật, hiệu là chính pháp, minh Như Lai, song vì bi nguyện độ sanh mới hiện thân Bồ Tát. Sau này Ngài sẽ thành Phật, hiệu sẽ là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, ở cõi chúng bảo sở tập trang nghiêm. Tức là trong tương lai khi mà chúng ta không còn đau khổ thì Ngài sẽ thành Phật. Cũng như Đức Địa Tạng cũng phát nguyện, khi nào chúng sanh không còn trong cõi địa ngục thì Đức Địa Tạng mới thành Phật. Mà địa ngục vị không thể bất thành Phật. Địa ngục khi nào không còn thì Đức Địa Tạng mới thành Phật. Mà bao giờ mà địa ngục hết chúng sanh ở trong đó, còn tham, còn sân si, còn tạo nghiệp là còn địa ngục khổ đau. Cho nên Đức Địa Tạng cũng chưa thành Phật, là do bốn nguyện, là do công hạnh, chứ công đức của các ngài có thể thành Phật từ quá khứ lâu xa. Thế thì nghe sư nói những điều này, các vị rút ra cái gì biết không? Muốn làm điều gì mà đúng chánh pháp, muốn hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho vị thầy của mình, hộ trì cho ngôi chùa của mình, hay là làm cho gia đình mình an vui hạnh phúc theo đúng chánh pháp, mình đều phải có phát nguyện. Chứ đừng bao giờ nói, con ăn chay chưa? Dạ tới đâu hay tới đó. Con tu chưa? Dạ tới đâu hay tới đó. Không được. Phải có phát nguyện. Sư kể những câu chuyện này không phải kể chuyện cổ tích. Sư nói các ngài thành Phật, thành Bồ Tát đều do bổn nguyện. Cho nên chúng ta làm một điều gì mà muốn thành tựu, mà muốn viên mãn, tốt đời, đẹp đạo, chúng ta phải có cái lời phát nguyện. Trong gia đình con, là chồng con đã biết tu tập rồi mà con của con chưa biết tu, con xin phát nguyện đó, lập công bồi đức, tu tập nè, lạy Phật nè, rồi ăn chay nè, giữ giới năm giới Đức Phật dạy nè, rồi làm những việc công đức hồi hướng cho con của con rồi cũng biết tu. Phải có phát nguyện đó. Mà gia đình ông chồng biết tu mà vợ con chưa biết tu, ông chồng cũng phải phát nguyện. Tại vì đây là những vị Phật và Bồ Tát đây, sư kể chuyện cho các vị nghe, đều có phát nguyện cứu độ chúng sanh như Đức Di Đà với 48 lời nguyện mà thành Phật, Đức Quán Thế Âm 12 lời nguyện Quán Thế Âm. Nhưng mà các vị thấy đó, các vị lại ngũ bách danh. Ngũ bách danh là bao nhiêu? Ngũ bách là bao nhiêu? 500. Là 500 lại là 500 lời nguyện. Các vị thấy không? Là Đức Phật Quan Âm có nguyện, nguyện nó thành tựu thì mới cứu khổ chúng sanh được. Vậy mà khi hỏi mình có tu chưa, mình toàn là nói tới đâu hay tới đó không à. Cho nên mình tu là mình phải có phát nguyện, phải có công phu, có công quả, có nguyện đàng hoàng. Con nguyện là con phải giữ đó. Cho nên đó, cái điều mà sư muốn nói hôm nay, chúng ta lạy Đức Quan Thế Âm, kỷ niệm khánh đản Quan Thế Âm, học hạnh Quan Âm. Con nguyện học theo một hạnh của mẹ Quan Âm thôi đó. Ví dụ như đó là hạnh
vô ý thấy 12 lời nguyện hoặc là 500 lời nguyện và cả ngàn lời nguyện của mẹ. Thì học một hạnh, ví dụ là vô ý, là làm cho người khác không sợ hãi. Mà bây giờ mình á, mình mở lời là người ta sợ, mình cảm thấy là mình oai, mình nạt nộ được ông xã hay bà xã mình, nạt nộ được con cái mình thấy mình oai phong quá. Nhưng mà mình nên nhớ Đức Quán Thế Âm, hạnh vô ý, không có làm ai sợ hãi. Vậy mà nói ai cũng nghe, và tất cả chúng ta lại Quan Âm. Thì bây giờ phải học cái hạnh khiêm từ, dễ thương. Đó, nói lời từ ái. Lúc xưa thì nạt nộ, hăm dọa, bây giờ thì khuyên bảo nhỏ nhẹ. Nên đó mới gọi là hạnh Quan Âm. Và mình gọi là hạnh vô ý, là bố thí sự vô ý. Ở trong nhà mình làm mọi người an lạc, thì mình đi đâu mọi người gặp mình cũng hoan hỷ và mong được gặp mình, bởi cái từ trường của mình tỏa ra làm cho mọi người an vui và hạnh phúc. Ví dụ như thế là một cái công hạnh. Sư kể những chuyện đó để thấy tinh thần đạo Phật là nhân quả. Hạnh phúc hay khổ đau là nhân quả. Tại sao đấy, Quan Âm Việt Nam toàn nói lên cái những câu chuyện nhân quả. Quan Âm Thị Kính là nhẫn nhục suốt cả một cuộc đời và cuối cùng thành Quan Âm. Đó, có cái hình Quan Thế Âm Việt Nam á, phải không? Rồi bên cạnh có một cái chú tiểu bên cạnh đó, là chú tiểu mà ngày xưa con Thị Mâu đó. Đó thì đến khi thành Phật có cái hình tượng như thế. Rồi có cái con chim nó bay ở trên á, đó, tương truyền rằng đó là cái người chồng ngày xưa vu oan giá họa cho tiểu Kính Tâm trước khi đi tu, và lấy cái dao cắt cái sợi râu mọc ngược, ông bảo là muốn giết chồng, cho nên là vu khống lên đưa ra những hình phạt nhục nhã, và cuối cùng có phải ra đi tu. Thì đi tu thì thành đạo thành Quan Thế Âm, con Thị Mầu đứng hầu một bên, còn ông chồng kiếp xưa là con chim nhạn bay ở trên cây á, mà cái miệng con chim nó ngậm sâu chuỗi. Những cái hình tượng đó, chúng ta phải biết rằng đã có nhân duyên là sẽ gặp nhau. Vì vậy các vị đừng có nên than trách những cái mối duyên trong cuộc đời. Chẳng hạn như biết vậy gặp ông làm chi, biết vậy tôi lấy bà làm chi, biết vậy đẻ ra con làm chi. Nam Mô A Di Đà Phật, đừng nói những câu đó, mà mình hãy xin cảm ơn những cái duyên mình được gặp nhau trong cuộc đời, thưa các vị. Nếu gặp nhau mà hạnh phúc thì đó là nhân nghĩa, rồi gặp lại. Mà gặp nhau mà không vui đó thì biết là kiếp trước đã làm những chuyện không vui, nên bây giờ phải gặp nhau để trả lại những cái ân oán. Cho nên làm sao hóa giải, hãy sống tốt hơn. Chứ đừng có bao giờ mà nguyện không bao giờ gặp mặt, nguyện sống để bụng chết mang theo. Sao những cái nguyện tốt đẹp mình không nguyện đó? Mình nguyện như Quan Thế Âm, nguyện cứu khổ chúng sanh, rồi thành Bồ Tát, Quan Thế Âm. Còn mình toàn là nguyện những cái điều mà gọi là rất là đáng sợ. Đừng quên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Rồi oan gia tìm oan gia để báo. Nhưng mà tất cả những điều đó hãy hỷ xả hết đi, đừng trả thù, đừng báo oán. Tự tâm mình nè, chẳng bằng tâm hướng tà. Cái tâm này mà hướng tà, tự ta đau khổ trước. Mà khi mình muốn gây oán cho người, muốn cho người ta gặp chuyện này chuyện kia là tâm mình hướng tà, thì chính chúng ta sẽ đau khổ trước. Đó. Thì đúng là cách đây 2 ngày sư với lại thầy An Đạt gặp nhau qua điện thoại, là Tịnh Xá Ngọc Quy vẫn sinh hoạt bình thường, nghe Pháp phải không? Thầy nói ôi, phải nói rất là đông. Và mình thấy hạnh phúc, đã cho tràng pháo tay cái đã này. Mình đeo khẩu trang, thấy không? Rồi mình tiêm ngừa hết rồi, mình sinh hoạt bình thường. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó, đúng như thầy nói, nhắc lại kỷ niệm từ thời chúng tôi còn rất trẻ, đã có tâm nguyện. Thầy cũng có tâm nguyện cứu khổ chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Sư cũng có tâm nguyện. Và thiệt ra hồi đó đó thì sư mê con nít lắm. Sư chỉ mong sư trở thành một người đi giảng, là giảng cho con nít
Đầu tiên là sư dạy cho các khóa tu mùa hè đó, rồi mấy em bé về mét ba mét má làm sao đó, rồi cùng giảng cho người lớn. Chứ mà sư đó thì rất là thích giảng cho con nít. Nếu ở đây mà là con nít không đó hả, là sư kể chuyện cho mấy em bé nghe là coi như tới sáng luôn. Cho nên cha là Phật Thích Ca, mẹ là Quan Thế Âm, phải dạy những điều hay lẽ phải cho con mình. Nay là 19 tháng 2 khánh đản Quan Thế Âm, mà về nhà nói với nhau toàn cái lời gì đâu không. Có người nói con đi chùa thấy vui, về nhà giống địa ngục, có sức kỳ ấy. Có nhiều người nói câu đó lắm. Các vị phải làm cho trong nhà của mình có một cái từ trường hạnh phúc an vui. Bởi vì sao? Bởi vì ba và mẹ, cha và con và mẹ đều quy y Phật, đều nghe Pháp, đều lễ Phật, đều biết làm các công đức. Cho nên đều phải biết nói những lời vô ý, tức là không làm cho nhau sợ hãi. Nói những lời yêu thương, sắp tấn nhau tu hành, nghe chánh pháp. Những cái câu chuyện Bồ Tát Quan Âm hy sinh, chịu nhiều sự oan khiên khổ cực, gọi là chịu thiệt là phúc, cuối cùng được đắc đạo. Mình học cái chữ nhẫn trong cuộc đời để gia đình được an vui. Mình đến chùa, đôi khi mình cũng gánh vác việc này, việc kia, cho đạo tràng, cho đại thể, đại lao, việc này, việc nọ cho thầy. Mình thấy như vậy là mình không kể công, là mình không biết nhiều hay ít, cứ hết tâm mình làm. Cái phước, cái quả nó đến với chúng ta, làm cho mình luôn luôn cảm thấy an lạc. Đời sống này an lạc hạnh phúc là phước báo lớn nhất, chứ không phải tiền của, không phải địa vị giàu sang là hạnh phúc. Có đúng như vậy không các vị? Cho nên đối với các hàng Phật tử cũng vậy. Một gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, hiểu rằng gia đình mình có phước đức. Dù làm ăn nó không được tiến tới lắm, không giàu có lắm, nhưng mà nhìn lại cũng khỏe mạnh hết. Đó là phước đức rồi. À, phải vỗ tay cho mình. Phúc đức ông bà để lại, cha mẹ để lại. Phúc đức là mình biết tu, phúc đức là mình gặp thầy lành bạn sáng. Đời này thiếu gì người tu mà gặp thầy tà, bà ác. Cũng tu, không có kết quả gì cả. Mình may mắn lắm, mình gặp những thầy tu hành theo chánh pháp. Thầy chịu cực, chịu khổ, dạy cho mình niệm Phật, dạy mình vỗ tay, dạy mình ngồi ngay ngắn, lo lắng tất cả cho mình. Mục đích là gì? Để cho mình được tu, để mình được tu tâm sửa tánh, trở thành một cái người con, gọi là sao? Người con hiếu thảo của cha mẹ, một người con ngoan của Đức Phật, của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên sự cầu nguyện của chúng ta đối với chư Phật, đối với chư Bồ Tát, linh thiêng hay không, phần lớn là do chúng ta, do biệt nghiệp và cộng nghiệp của cá nhân và tập thể. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cũng đều là cầu nguyện hết, nhưng mà linh hay không, thứ nhất là do chúng ta, thứ hai biệt nghiệp và cộng nghiệp. Đó, chúng ta phải biết cái nghiệp chung đó. Chứ Đức Quan Âm là đều thương bình đẳng hết. Ngài là hành bình đẳng nguyện mà. Mình thì còn ít nhiều, cao thấp, so sánh hơn thua. Chứ mà Đức Quan Thế Âm là bình đẳng. Nhưng mà cũng cùng một lời nguyện, mà người này thành tựu, người kia chưa. Thì cái người chưa phải biết là mình tu chưa có đủ công đức. Cho nên mẹ phải ban cho cái người có tu, có hành, có phước trước. Còn cái người nọ, mẹ cũng sẽ ban. Nhưng mà ráng lên, rồi mẹ cũng sẽ ban. Đức Quan Âm cũng sẽ cứu khổ, ban vui cũng cho tất cả chúng ta những điều chúng ta khấn nguyện. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên bên cạnh niềm tin phải biết gieo trồng công đức, phải có căn lành. Chứ mình cầu khấn không là rơi vào mê tín dị đoan. 10 con Phật phải tin nhân quả, vừa khấn mà phải gieo căn lành, gieo nhân lành. Nhiệm vụ của chư Phật, chư Bồ Tát trên cuộc đời này tùy duyên hóa độ. Nhớ như vậy đó. Không phải các ngài không muốn độ chúng ta, mà các ngài không thể nào vượt qua quy luật nhân quả. Phật năng tri quần sanh chi tánh, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Phật biết căn tánh của chúng sanh, nhưng mà không có duyên là Phật không độ. Không có duyên sao gặp? Mà giờ muốn sao có duyên đây? Mình phải gieo căn lành với Phật, mình mới gặp Phật. Phải chưa nào?
Phật năng không ngộ nhất thiết pháp, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Phật là ngộ, chứng đắc tất cả các pháp, bậc vô thượng, chẳng đẳng, chẳng giác, nhưng mà không có diệt nghiệp cho ta. Ta phải tự tu, tự hóa giải nghiệp chướng của tự thân. Đức Phật là chỉ đường cho mình, còn Đức Quan Âm là cứu khổ, cứu cái đoạn này, đoạn kia, cho mình đứng lên mà mình tu tiếp. Chứ không ai khiêng mình lên bàn rồi cúng cho mình suốt đời, không có đâu. Con chuột nó chui xuống gầm của ông Phật, nó ở dưới đó. Chui xuống dưới đó, nó ăn, nó ngủ dưới. Rồi nó, người ta cúng chuối, cúng xôi, cúng chè lên, nó ăn. Thấy không nào? Rồi người ta đến lạy Phật, nó tưởng lạy nó. Cúng Phật, nó tưởng cúng nó. Nó nói ta oai như vậy mà tại sao ta còn sợ ai nữa? Mắc gì mà phải sợ con mèo chứ? Nhảy ra, mèo nuốt luôn. Thấy không nào? Nhảy ra ngoài mèo nuốt. Đâu, mình tưởng lầm. Ta lạy Phật, ta cúng Phật, mình ăn vô cái đó. Thấy không nào? Mình ăn lén, mình ăn trộm, mình tưởng đâu rằng đó là người ta sợ mình. Cho nên đó, chúng ta phải biết rằng đó, không thể vượt qua quy luật nhân quả. Chúng ta phải tu để chuyển hóa nghiệp. Rồi trên con đường mình biết tu để chuyển hóa nghiệp đó, mình gặp những khó khăn, những sự khúc mắc, những cái gập ghềnh, thậm chí khổ đau, thì Đức Quan Thế Âm sẽ cứu khổ, sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái đoạn đường gian khó, những thăng trầm trong cuộc sống đó. Còn mình không có biết tu hành gì hết, mình cứ xin không à, không thể nào mà lại đi cho chúng ta chẳng như là làm những chuyện sai với chánh pháp mà hối lộ hay sao. Cho nên đó, tất cả chúng ta đều phải biết tự tu để chuyển hóa nghiệp của tự thân. Những cái câu chuyện hay những bài pháp đều cho chúng ta thấy rõ nhân quả, hạnh nguyện cứu khổ độ sanh của chư Phật, chư Bồ Tát và đặc biệt là Đức Quán Thế Âm là đến với tất cả những chúng sanh phát tâm tu hành. Người chưa biết tu, chư Phật, chư Bồ Tát cũng là tạo cái duyên cho biết tu. Chắc chắn sẽ có những người chưa từng đi chùa lần nào, hôm nay tình cờ sao thấy đèn đấy sáng, sao người đông quá, vô ngồi cái, sao nghe thấy có lý, nhân quả là đúng à, đó, hay tự nhiên về phát tâm tu tập. Dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe, siêng tu được ích. Các vị nhớ như thế. Cuối cùng là nhắc các vị tu thôi, thấy không nào? Nhưng mà sư rất là tán thán công đức và rất ngưỡng mộ thầy An Đạt. Là quý Phật tử, mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm là sự tiến hóa thấy rất là rõ rệt, rất là rõ. Người ta ngày xưa, sư nhớ cái lần sư giảng pháp lần đầu tiên, sư vẫn thấy người già nhiều lắm. Bây giờ càng ngày người trẻ càng nhiều hơn, học Phật pháp nè, rồi là cái lớp học giáo lý căn bản cũng thầy gánh vác hết, thầy lo hết tất cả mọi thứ, phải không nào? Miễn làm sao mà quý Phật tử hiểu chánh pháp tu hành thì quý thầy, quý sư đó là rất là hạnh phúc. Trẻ hoài không có bao giờ mà già trơn trọi hết. Xuân đến, xuân đi, mà xuân lòng đẹp tươi hoài. Chứ làm sao mà mình đi ngược với cái quy luật sanh già, bệnh chết. Nhưng mà quý Phật tử phát tâm tu hành, đúng chánh pháp, thì các thầy, quý sư lúc nào cũng tràn ngập một mùa xuân hạnh phúc. Cho nên các vị tinh tấn tu thì Đức Quán Thế Âm rất là hạnh phúc, bởi vì là gì? Các đệ tử, các con của Ngài đều đi trên con đường chánh pháp, thì Ngài rải nước cành dương, cứu khổ ban vui. Thưa các vị, những cái nguyện của Đức Quán Âm, hiệu viên thông danh tự tại, có nghĩa là hiểu biết đầy đủ mà rất là tự tại thông dong. Mình con Quan Âm mình bớt lật đật nghe không? Mình phải thông dong chút, tự tại, sống chậm chậm chút. Mình ngồi nghe pháp là nghe, ngồi cứ ngó đồng hồ là thấy không tự tại. Giờ về sớm chút để làm gì? Phải không? Đó, cũng vậy thôi, thông dong, tự tại mới là đem pháp tu hành khuyên độ chúng sanh. Tà nguyện thứ nhất đó, hiệu viên thông danh tự tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thể nguyện. Ta hiểu biết tất cả rồi lại thông dong tự tại, thì mình cũng cứ từ từ mình học Phật pháp, rồi mình giúp cho gia đình của mình chuyển hóa. Đó là mình học Đức Quán Thế Âm. Thứ hai là
tự tâm của Ngài vô quái ngại ở biển phương Nam độ chúng sanh. Cái biển phương Nam này, Nam Hải này, không phải nó đi ra Nam Hải mới có Quan Âm nghe không? Mà biển là sóng gió bão tố. Sóng gió bão tố là trên biển. Thì cuộc đời này đầy phong ba bão táp. Đức Quan Âm luôn luôn ngự ở cái cõi phong ba bão táp của biển đời này mà cứu độ chúng ta. Chứ không phải là ra đi ra Nam Hải mới kiếm Đức Quan Âm. Mà lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà. Biển mà của mẹ là biển Thái Bình. Đó. Cho nên là mình có niềm tin Quan Âm là sẽ rất là an bình ở trong tâm của chúng ta. Rồi tạo ra một từ trường an bình, rồi gia đình mình hạnh phúc. Mình biết cái tu của nhà Phật là vận mệnh thay đổi từ tâm. Nhớ điều đó đó. Chứ cầu xin, khấn nguyện là cái bước ban đầu. Rồi bước thứ hai là vận mệnh thay đổi từ ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Hạnh nguyện thứ ba là ở cõi Ta Bà, cõi U Minh mà cứu độ chúng sanh. Cho nên mấy sư nói rồi, ở cõi U Minh, địa ngục cũng có Quan Âm, Ta Bà này cũng có Quan Âm, mà về Tây Phương Cực Lạc cũng có Quan Âm. Như vậy là cái hạnh nguyện thứ ba là Quan Âm ở tất cả mọi nơi. Cứ ai có niềm tin, kêu danh hiệu Ngài, lập tức có Ngài bên cạnh. Đó là hạnh nguyện thứ ba. Hạnh nguyện thứ tư là hàng tà ma trừ yêu quái. Tức là mình gặp nguy hiểm, niệm Quan Âm là sẽ vượt qua. Thật sự nhớ có một cái người đi làm phim, nó quay phim đâu trên biển, mà cả một cái đoàn đó, các vị biết không? Chết hết. Mà vị đó đã sống sót duy nhất một người. Mà bởi vì cái lúc mà sóng đánh dập dềnh như vậy mà bị cuốn trôi như vậy, thì lúc đó trong cơn nguy cấp thì chàng ta chỉ nhớ có một điều là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Là vợ nhắc mà ăn đi biển nhớ niệm Quan Âm. Mà nhớ có một câu đó, mà cuối cùng có tàu đến cứu, và tính lại thì anh ta dập dềnh trên biển 14 ngày đêm. 14 ngày đêm mà bạn bè trong đoàn là chết hết. Cho nên đó, khi gặp nguy hiểm, điều đầu tiên hãy nhớ niệm Quan Âm. Mình thấy con người ta khi gặp nguy hiểm ta hay chửi lắm các vị. Nhớ đi, có đúng vậy không? Cười, đúng không? Chửi nữa. Gặp phiền muộn hãy nhớ niệm Quan Âm. Thì tự nhiên mình dễ thương, đúng không? Rồi đó, lúc nãy nè, sư đi bị kẹt xe đó. Thay vì mình cằn nhằn, phải không? Mình niệm Quan Âm. À, đó. Rồi xe ta cũng đi tới nơi để mình gặp nhau. Một cái niềm tin nó vẫn làm cho mình bớt nói những lời thô, bớt suy nghĩ ác, thưa các vị. Luôn trừ tà ma, hàng yêu quái. Rồi hạnh thứ năm là nhằn dương liễu dịu dàng, nhúng vào trong nước mát, tưới dập tắt lửa sân si trong lòng chúng sanh. Cho nên khi mình tham, mình sân, mình si, mình hãy niệm Quan Âm để là nước cành dương rưới mát tâm ta. Mình tu Quan Âm, mình nguyện Quan Âm phải tu theo hạnh Quan Âm. Chứ không phải là mình tu Quan Âm để mình cầu hết chuyện này, mình xin chuyện nọ. Được thì mình nói Quan Âm linh thiêng, không được cái mình nói bữa nay hết thiêng rồi là không đúng. Mà mình phải tu theo hạnh của Ngài. Khi niệm Quan Âm là thấy nước nhằn dương liễu rưới trên đầu mình. Mà rưới trên đầu mình sao mình còn sân như vậy? Rưới trên đầu mình mà sao mình còn dữ như vậy? Rưới trên đầu mình mà sao mình còn si mê như thế này? Cho nên cái nhằn dương liễu nước mát dập tắt lửa tham sân si trong lòng của chúng sanh, thưa các vị. Nguyện thứ sáu là thương xót, phải không? Rồi tha thứ, không phân biệt kẻ oán người thân. Đó, hành bình đẳng nguyện, thương xót bình đẳng. Chứ trong nhà cũng thấy thương đứa này hơn, thương đứa kia hơn, rồi cũng có thiên vị vân vân. Bây giờ là học hạnh Quan Âm, thương các con và đều khuyến tấn các con, khuyến tấn vợ chồng quy y Tam Bảo, sống theo chánh pháp. Hạnh thứ bảy, đi khắp đó đây giúp chúng sanh, nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta đang ngồi vậy là biết tất cả chúng ta là con của Quan Thế Âm hết. Một niệm Quan Âm, một cái niệm Phật
là chúng ta đã ra khỏi địa ngục. Một cái lạy, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta ra khỏi cõi súc sanh. Một niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ra khỏi ngạ quỷ. Chỉ một niệm thôi là ra khỏi các cõi dữ. Cho nên nếu chúng ta muốn ra khỏi các đường ác, chúng ta thường niệm Quán Thế Âm. Công đức thứ 8, lời nguyện thứ 8, xoay về hướng Nam hết lòng cầu nguyện, dầu có gông cùng xiềng xích cũng được thoát khỏi. Đông Tây Nam Bắc trên dưới là những cái điều rất là tượng trưng. Giống như ngày xưa đó, có một cái vị cư sĩ mỗi buổi sáng đảnh lễ sáu phương. Đức Phật nói tại sao lại lạy Đông Tây Nam Bắc, phương trên phương dưới, lạy sáu phương như vậy. Đó, thì cái người cư sĩ đó mới đã bạch Đức Thế Tôn, con lạy sáu phương để thể hiện cái lòng con hiếu thảo đối với cha, đối với mẹ, đối với chồng, vợ, con cái, bạn bè, thầy, tổ, v.v. Đức Phật nói thay vì mà lạy như thế đó, hãy thể hiện cái thái độ sống hiếu kính đối với Phật, đối với cha mẹ, đối với người thân, đối với bậc trưởng lão, đối với tất cả những người sống chung quanh. Cho nên thường thường mình nói nghe hướng Nam, cái về lập bàn thờ hướng Nam, đi ra Nam Hải để kiếm Quan Âm. Thật sự đó là những hình ảnh để tượng trưng. Chúng ta hãy biết rằng hết lòng mà cầu nguyện thì đâu đâu cũng có Quan Thế Âm. Gông cùng xiềng xích muốn tan thì tâm ta hãy dập tắt tam độc, tham sân si, thì gông cùng nào trói buộc được chúng ta, thưa các vị. Thứ 9 là dùng pháp tu hành để làm chiếc thuyền đi trong hết biển khổ cứu độ chúng sanh. Cái pháp tu hành của Ngài là cái chiếc thuyền cứu khổ. Đó, dùng cái chiếc thuyền để cứu khổ. Mình nói một lời mà mọi người mát mẻ là mình đang có chiếc thuyền rồi đó. Thuyền mình không có lũng. Cho nên là mình đi, nhà mình yên, mình đến đạo tràng yên, mình đến công ty an lành. Thấy không nào? Người ta gặp mình, người ta thấy vui. Đó là mình học hạnh Quan Âm, dùng chiếc thuyền tu để cứu độ chúng sanh. Hạnh thứ 10, ai cầu nguyện tu hành theo lời Ngài dạy, xả báo thân này thì được về Tây Phương. Đương nhiên rồi. Khi ở tại đây chúng ta đã có Tây Phương, xả báo thân chắc chắn là Tây Phương. Tam nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật vạn Tây Phương. Bất cứ lúc nào cũng có Tây Phương cả, thưa các vị. Đức A-di-đà cho biết rằng về sau này, Đức Quán Thế Âm sẽ thay cái ngôi vị của Đức A-di-đà mà làm giáo chủ cõi Tây Phương. Đó là cái lời chú nguyện. Khi mà Đức Quán Âm tu hành thành tựu, thì Đức Quán Thế Âm cũng làm giáo chủ một cõi giới, đem lại an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh ai đến với đất nước của Ngài. Thì bây giờ mình đang làm chủ cái nhà của mình nè. Mọi người gặp mình có vui không? Thì mình cứ nghĩ cái điều đó rồi mình hãy nguyện chứ, để mình cứ chờ chừng nào mới về cái xứ của Di Đà và Quan Âm Thế Chí ngay cái nhà của mình. Đó, sư thấy ngộ lắm, có hai vợ chồng ở gần chùa mà bà vợ dễ thương lắm nghe, mà sáng thức dậy á mà chưa kịp cười á, chưa kịp hỏi cái ông chồng mắc lỗi sao sáng cái mặt của bà dậy rồi là ngày hôm nay tôi hãm tài tiền làm sao mà vô. Cái bà nói giờ tôi phải sao, em chào anh mà phải cười với tôi, tiền hôm nay mà không vô là tại bà. Mà hai người cãi lộn nhau. Mà bà rất dễ thương nha, bà công quả chùa nha, hộ pháp chùa. Nhưng bà nói, con á, ông xã con cái gì cũng được hết, nhưng bắt lỗi lời ăn tiếng nói. Ăn cơm anh, mời ăn cơm anh, mời vậy đó hả? Bà mời tôi ăn vậy đó hả? Đó. Nhưng mà cưng thì cưng bà vô cùng, mà chấp cái từng cái lời ăn tiếng nói. Bà nói thấy ông thương mình á, thì cũng thương ổng lắm, mà thấy ổng bắt lỗi thì không muốn kiếp sau gặp lại. Dễ sợ không? Đức Di Đà nói Quan Âm về sau sẽ thay Di Đà làm chủ cái cõi Tây Phương, là bởi vì quá từ bi, quá trí tuệ. Quan Âm cũng là chánh biến tri, cũng là Phật mà, cho nên trí tuệ vô tận vô biên. Cho mình tu chừng nào mà về đó đây. Thôi thì bây giờ ngay cái nhà của mình nè, mình hãy tịnh độ ngay cái ngôi nhà mình. Đó, thì bây giờ giảm
và bỏ những câu nói làm đau lòng nhau, làm tổn thương cho nhau. Mình phải nói những lời tốt lành, bởi vì hồi nãy sư nói rồi, mình phải cảm ơn cái nhân duyên mình gặp nhau. Nếu mà hạnh phúc thì mình cũng cảm ơn, mà có lời qua tiếng lại để mình tu, rồi cuối cùng cũng phải được hòa hợp tốt đẹp, chứ không hẹn một cái kiếp nào. Đừng hẹn một cái kiếp nào khác, mà ngay bây giờ hãy chuyển hóa đời sống của gia đình mình bằng hạnh nguyện Quán Thế Âm. Và cuối cùng, ai mà tu những cái lời nguyện như vậy thì thân tướng trang nghiêm tuyệt vời, không thể nào so sánh được. Thì sư nói ở đây, sư dòm xuống nghe, sư rất là nhiều người, sư thấy rất là giống Quán Thế Âm. Vỗ tay cái này mới là đúng nè. Nghe pháp trang nghiêm, nghe pháp không có điện thoại, nghe pháp không đứng lên ngồi xuống, cặp mắt thì nhìn lên một cách gì, hoan hỷ, rồi gì, rất là nhiều đôi mắt từ bi, rất là nhiều khẩu trang á, che rồi mà sư vẫn thấy cái nét cười qua đôi mắt. Đó là mình đã thể hiện những cái công hạnh Quan Âm rồi đó. Chứ mình đừng có đợi là mình tu hẹn một cái kiếp nào tôi không gặp ông nữa, tôi gặp Phật. Bây giờ phải làm Phật, phải làm Bồ Tát, rồi đời sống mình mới có an lạc, mới có tịnh độ hôm nay và có an lạc tịnh độ ngày mai. Nếu được quay về nương tựa giữa biển đời đau khổ thì mẹ Quán Thế Âm chính là hải đảo để cho chúng con nương tựa. Mà hải đảo này là gì? Là nương theo công hạnh, nương theo tâm từ bi, đức hạnh và trí tuệ của mẹ hiền Quan Âm để mà chúng ta tu tập. Rồi chúng ta ban đầu là hải đảo là mẹ Quan Âm, sau này mình có hải đảo tự thân. Đó mới là người con Phật học hỏi chánh pháp, thưa các vị. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư xin kể một cái câu chuyện của một loài vật mà có lẽ là chúng ta không tìm hiểu thì không biết đâu. Để thấy rằng cái hạnh của Quan Âm ở khắp nơi, nhiều khi ở trong những con vật sống bên cạnh chúng ta. Vì vậy mình sát sinh mình sợ lắm. Những con vật nó cũng mang cái hạnh của Bồ Tát sống cạnh bên mình mà mình không biết. Mình ăn thịt nó, phải không nào, làm đau khổ nó. Đó là sư muốn kể chuyện con cá hồi mà. Cá hồi chó, cái tên nó là như vậy đó. Chó là trung thành đó, và con cá hồi chó. Nó sống ở vùng nước sâu trong đại dương bao la. Cá hồi mẹ sau khi đẻ trứng sẽ đợi ở một bên chứ không có bơi đi. Chờ cho đến khi mà trứng nở thành nguyên một đàn cá con. Mà cá con lúc đó chưa thể kiếm ăn vì nó bé xíu à. Thì các vị có biết rằng đó, nó sẽ ăn thịt của con cá mẹ. Mà hàng ngàn con cá con nó rỉa vào trong con cá hồi mẹ. Cá mẹ không hề kêu ca mà không bỏ đi đâu hết. Nằm một chỗ trên nước, ở trong cái lòng đà sâu đại dương á. Rồi những cái con cá hồi con nó thay nhau mà nó rỉa, vì thân xác của cá hồi mẹ là thức ăn của cá hồi con. Khi cá con lớn lên, cá mẹ chỉ còn lại một đống xương khô. Bởi vì cái con cá hồi mẹ là cha mẹ. Và những người mẹ đây là Quan Thế Âm đó. Cha cũng Quán Thế Âm. Mồ hôi của cha là giọt sữa giữa đời thường. Mẹ cũng là Quan Thế Âm, hy sinh tất cả cho con. Thì sư kể cái chuyện con cá hồi này, nó chịu đau đớn. Và khi cá con lớn mà bơi đi thì cá mẹ chỉ còn đống xương, thì tức là chết rồi. Đó là tình mẹ vĩ đại nhất, đó là con cá hồi chó. Con cá hồi mà là trong thời gian sinh con, nuôi con và cuối cùng là chỉ còn đống xương khô. Thì cái tinh thần hy sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm, của người mẹ hiền nằm ở trong cái con cá hồi đó đó. Con cá nào mà có săn con đó, thì con cá nó sẽ hy sinh. Mà không phải con cá nào cũng săn con. Chuyện thứ hai nữa cũng là con cá, mà gọi là cá lóc tàu nha. Loài cá này cũng là sau khi sinh con thì lại bị mù các vị. Không thể kiếm mồi và chỉ nhịn đói thôi, nó mù rồi.
thì đó, khi mà trứng nở thành hàng ngàn đó, hàng ngàn con cá đó, thì đàn cá con lại không nỡ nhìn mẹ chết đói, cho nên từng con lại bơi vào trong miệng mẹ làm thức ăn cho mẹ. Lại là một cái câu chuyện làm cho sư vô cùng kinh ngạc. Đàn cá con bơi vào bởi vì không nỡ nhìn mẹ mù và chết đói, đi sinh con xong lại mù. Cho nên lại cá lóc tàu này đó, nó sinh xong rồi đó thì nó há miệng, thì cái gì vô miệng thì ăn, mà không là nó sẽ chết, chứ nó không ăn thịt con nó. Mà con nó từng con một bơi vào trong cái miệng cho mẹ đỡ đói. Thì con nào hy sinh thì hy sinh, chứ không phải chết hết. Thì khi mà cá mẹ nó sống lại đó, lượng cá con chẳng còn lại bao nhiêu, có khi chưa đến 1/10, bởi vì không muốn nhìn mẹ chết. Cái câu chuyện này để muốn nói rằng Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái gì hy sinh là tánh Phật trong đó, cái gì hy sinh là Bồ Tát ở đó. Thì đây là Bồ Tát không chứ còn gì nữa, tìm ở đâu? Mấy con tìm ở đâu? Mẹ, cha các con là Bồ Tát Quán Thế Âm, tìm ở đâu? Cho nên nhiều khi mình đi đầu này đầu kia, mình gọi là đi tìm ở đâu linh thiêng đó, mình đến mình khấn vái, mình không biết là cha mẹ là Phật tại tiền, Bồ Tát tại thế, thưa các vị.